video mới ha. Bây giờ tới ngay cái ngã ba này nè, đi thẳng là ra Dầm Láng, thì tí xíu nữa mục tiêu của mình hôm nay là đi Dầm Láng đó. Và bây giờ trên đường đi thì thấy cái đền thờ ông Trương Định á, chắc là đám lá tới trời á, cho nên là mình rẽ qua luôn ha, 8 km nữa chạy, trời cũng còn sớm, 12:30, canh khoảng 2 giờ mình xuống tới Dầm Láng là được. Rồi ha, mình sẽ rẽ trái đi xuống đền thờ Trương Định một tí ha. À, tới đây nè, cũng có một cái bảng chỉ dẫn mình vô cái đền thờ đó. Rồi, chạy thẳng ha. Đây, khu Hồ Công này thường Trương Định là có công rất là nhiều á. Giống như hôm bữa trên thị xã cũng có một cái đền thờ ông vậy đó. Và bây giờ ở dưới Đông Thuận này là giống như là cái nơi mà ông đã từng tiếp á. Kia là đám đá tới trời đó, 8 cây số nữa, khá xa ha. Bây giờ đi quay chạy quay video hết trơn, tới nơi không biết nó có còn pin không. Giờ chỉ còn có mỗi cái điện thoại. Đi mấy bữa trên thành phố thì còn có sự hỗ trợ camera, mình mới quay được nhiều. Còn giờ cái điện thoại nó có nhiêu pin đó, rồi tới nơi là hết pin rồi, đâu có pin đâu nữa là thay. Thì cái cục sạc pin dự phòng mang về nó cũng không có, nó không có chỗ để sạc luôn nữa, tại vì cứ hết là mình cứ sạc cái điện thoại, sạc điện thoại xong là bắt đầu đi rồi, rồi đâu có nhớ đâu pin nó. Rồi đi mỗi lần đi vậy cũng phải xách theo cục sạc để lỡ mình có vô quán hay gì đó thì mình sạc. Mà đi mấy bữa nay không có vô quán nên cứ mang theo vậy, mang theo vậy đâu có lấy sạc dự phòng đâu.
xe luôn. Đẹp quá, đứng lại quay hiệu ảnh này. Nè, nghe cái mai trước nha, cho dàn xe luôn. Thật là đẹp ha. Ok, tiếp. Khu này như nhà nào cũng trồng mai phía trước cửa. Chạy hoặc là dưới trong chờ cái đèn xe mình đó.
đò khách A. Ở bến đò khách A này đi qua đâu? Giao thông Lý Nhơn. Bến đò khách A biết đi qua đâu anh? Thôi thì mình đi thăm đền chứ nhiều thứ quá, mình đi bị biến rũ chạy lung tung. Cái này là ngoài dự kiến á. Đẹp cũng đẹp đó nè, đẹp nổ bông đỏ đó luôn đó. Khu này nè, muốn đi mấy khu này là phải chuẩn bị xe xăng đầy đủ ha. Thật là lâu, khoảng xa xa mới có chỗ đổ xăng á. Chạy nãy giờ là đâu có đâu, đó bên kia mới có. Con đường này con đường mới nè. Cái
Cao Vinh đó rất là lớn á. Bây giờ không biết nó làm sao rồi. Cái ao đó. Ao đó nó lớn quá, cái nó bị tai nạn liên miên. Sâu nó nguy hiểm. Rồi ha. Kết thúc video này, mình qua video mới tham quan đền Trương Định ở Nam Phượng này đi. Rồi, kết thúc video ở đây.